Salon Luxury Car Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị. Hôm nay salon em lại về thêm một chiếc xe, và đây là chiếc Hyundai Accent bản 1.4 số sàn, và nó là phiên bản đủ. Chiếc xe này sản xuất năm 2020, tình trạng xe đã sử dụng được 2.700.000 km. Xe màu đen, nội thất là ghế nỉ theo xe. Chiếc xe còn rất đẹp, đèn bóng luôn. Hốp gương đã được bọc mạ chrome. Tất cả các vị trí tay nắm này cũng đã đều được bọc ốp mạ chrome hết. Đây, xe chạy 2.700.000. Vô lăng củ số, vô lăng cần số còn rất là mới. Đây là nội thất nguyên bản của xe đây. Xe được trang bị gương chỉnh điện, cụp điện, có hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Đương nhiên là keo chỉ, máy số, hệ thống khung xương gầm bệ của chiếc xe này thì đảm bảo nguyên zin hết. Đó, thì hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 448 triệu. Cửa gió điều hòa sau, xe còn rất là mới. Này, lốp theo xe còn rất dày. Phía sau là được trang bị camera, camera lùi theo xe. Đây, lốp sơ cua chưa chạm đất, lốp sơ cua nguyên chưa chạm đất. Chiếc xe này sở hữu động cơ 1.4 số sàn nên là nó rất tiết kiệm nhiên liệu. 100 km nó hết có hơn 5 lít thôi. Trang bị hệ thống an toàn gồm có 4 phanh ABS này, 4 phanh ABS theo xe. La răng đúc 4 phanh ABS. Rồi có đề nổ thông minh, có màn hình cam lùi theo xe. Trên vô lăng cũng tích hợp một số các cái nút điều khiển chức năng. Với một chiếc xe chạy 2.700.000 km đời 2020 thì chất lượng nó còn quá mới luôn. Đây, khoang động cơ. Không có gì phải bàn về một chiếc xe siêu lướt siêu mới. Em nhắc lại một lần nữa thông tin của chiếc xe này. Đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 số sàn. Nó là phiên bản đủ, sản xuất 2020. Xe đã sử dụng 2.700.000 km. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 448 triệu. Anh chị yêu thích mẫu xe này vui lòng liên hệ vào số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888.